Dạ em Thắng Phạm xin chào các anh ạ. Và hôm nay em lên video review với các anh xem và em so sánh để cho các anh mình xem và tham khảo. Một là dòng máy của hãng Milwaukee màu đỏ và dòng máy của hãng LED 24V màu xám. Tất cả các máy đều động cơ motor không chổi than hết đó các anh. Và là dòng máy đời cao nhất của hãng luôn. Đây Milwaukee thì dòng đời cao luôn và hãng LED thì dòng đời cao luôn. Và tất cả đều là mẫu máy khoan và mẫu máy bắn vít dòng đỉnh nhất của hãng. Để em review so sánh hai mẫu máy để các anh mình xem và tham khảo. Các anh xem mà lựa chọn mua những sản phẩm thích hợp với nhu cầu sử dụng của mình đó các anh. Và đây thì có máy khoan và máy bắn vít. Bên LED thì có 3 máy. Là một máy không có búa và một máy có búa và một máy bắn vít đó các anh. Đều tất cả là dòng đỉnh của đỉnh hết á, đỉnh của chớp luôn á. Rồi ok, về đây thì em sẽ so sánh máy bắn vít trước hay anh. Đây thì đây là có máy bắn vít của hãng Milwaukee, xài pin dòng M18 là 18V đó các anh. Máy của hãng Milwaukee ở đây thì có chiều dài là 1 tấc mốt anh. Cái chỗ để gắn mũi vít ở đây, gắn mũi vít thì hãng thiết kế như thế này. Và bên trong là hãng đã bổ sung bên trong gài vít được 2 viên bi nha các anh. Bổ sung được 2 viên bi. Hồi trước đó là chỉ có 1 viên bi ở trong đây thôi, mà bây giờ được 2 viên bi là cũng là rất là hay ho đó các anh. Và Milwaukee mẫu thiết kế như thế này các anh. Máy thì động cơ motor không chổi than. Bên đây thì có cái tem chữ tiếng Anh không à. Ở đây thì có mã số đây là Casno 2853-20. Đây là số seri của máy. Máy hàng xuất Mỹ, có chứng nhận COLOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ đó các anh. Hàng của Mỹ nha. Ở bên dưới thì có 3 số điều chỉnh như thế này. Số 1, số 2, số 3. Thứ tư là chế độ tự động, khi mà bắn có vít vào gỗ hay sắt bằng mặt nó sẽ ngắt motor. Và máy của hãng Milwaukee thì máy có vòng tua đó là 3600 vòng và có lực nhịp gõ búa đó là 4300 nhịp. Như vậy thôi. Và máy có lực mô men xoắn tối đa là 225 newton. Máy xài pin M18 2W 3.0 các anh. Pin mỏng như thế này. Cục pin này là dòng nguồn xả cao 2W 3.0. Và cái cục pin này thì có nguồn xả ở đây là 54W/giờ các anh. 54W/giờ. Mỏng như thế này. Đây là mẫu máy này của hãng Milwaukee. Các anh xem máy bắn vít thấy ok không ạ? Và đây là máy bắn vít của hãng LED 24V, động cơ motor không chổi than. Mẫu máy màu xám và màu đen. Có đôi chút màu xanh nữa các anh. Và cái máy bắn vít của hãng LED thì có thao tác lấy vít nhanh như thế này. Có cái nút tròn tròn ở đây, mình bóp vào nó sẽ lú cái chỗ vít ra, mình có thể rút cái vít ra dễ dàng. Và bên trong là cũng có 2 viên bi luôn nha các anh. Bên trong có 2 viên bi luôn. Hãng sản xuất ra là đã có 2 viên bi rồi, không cần phải bổ sung như hãng Milwaukee. Mẫu LED như thế này. LED thì hãng thiết kế nhìn cái máy nhìn ngầu hơn Milwaukee không các anh. Đó, hai mẫu máy như thế này. Máy có chiều dài cỡ 1 tấc mốt. Cái kích thước bề ngang máy cũng to. Động cơ motor không chổi than. Máy của hãng LED đó là công ty công nghệ của Đức nha các anh. Có mã số ở đây là FX1371A, là dòng máy bắn vít đời cao nhất luôn. Ở đây thì có thông số, số 1 là 1900 vòng, số 2 nó chạy 2700 vòng và số 3 nó chạy là 4000 vòng. Máy chạy tốc độ là 4000 vòng và lực nhịp gõ búa là 4400 nhịp. Và máy Milwaukee chạy có vòng tua có 3600 vòng. Ở đây bên dưới đây thì nó có 3 số để điều chỉnh ở đây như thế này. Số 2, số 3. Và bên đây thì có chế độ là bắn ốc vít ngắn và vít dài. Hai chế độ luôn. Ốc vít dài sẽ mạnh hơn. Đây thì tay cầm cầm rất là êm tay, cò bóp rất là chắc chắn, không có bị lỏng nhiều. Cò đảo chiều rất là êm luôn. Như thế này. Máy thì động cơ motor không chổi than, dòng pin 24V. Hãng LED thì 24V, 2.5A. Ở đây thì mức báo pin, bấm nổi đèn xanh lên như thế này, hai bên luôn nha. Đèn xanh này là ra mà trời nắng, mình làm việc ngoài nắng ngoài trời là nhìn pin sẽ rất là rõ, rất là nét luôn, dễ thấy. Và móc khóa gài ở phía bên trên như thế này. Và gắn vô máy thì nó không có bị gơ lắc ở cái chân pin dưới máy các anh.
Đó, bên dưới cái tem này thì chữ tiếng Anh không à, là hàng xuất Mỹ. Rồi có 24V 2.5A, có nguồn xả là 60W/giờ. Ở đây thì có số seri và hàng xuất đi Mỹ, có chứng nhận COLOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ. Đó. Cái máy phía dưới thì có tem niêm phong luôn. Rồi số seri ở đây và có chứng nhận COLOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ luôn. Đó, như vậy đó các anh. À, và máy bắn vít của hãng LED này thì có mô men xoắn tối đa là 282 N. Máy của hãng Milwaukee thì chỉ có 226 N thôi, 282 N, là trên lệch con số cũng khá nhiều quá các anh. Đó, các anh xem hai mẫu máy này. À, máy LED nhìn thấy to hơn đó các anh. À, thấy to hơn không? À, cái cò bóp của LED khá là chuẩn, còn cò của Milwaukee thì nó hơi bị yếu yếu hơn một chút, nó lỏng lẻo hơn chút đó các anh. Đó, nhìn thấy nó hơi bị sệ sệ nè, còn của hãng LED thì nó chắc chắn luôn, nó không có bị sệ nhiều. Đó, như vậy. Màu đỏ thì 226 N, màu xám là 282 N. Các anh xem nghe tiếng máy nào chạy im hơn các anh. Ở đây thì đèn chiếu sáng của Milwaukee và đây đèn chiếu sáng của hãng LED. Đó, các anh xem thấy cái nào sáng hơn. Hai máy này cầm cân nặng là cũng vừa tay lắm các anh, tầm cỡ 1kg 6kg 7 á. Đó, hai máy luôn. Và hai máy này tầm giá cũng cỡ ngang nhau rồi nha các anh, chứ không có chênh lệch là nhiều cho lắm. À, đây là máy 228 N, lực quá khủng luôn, 226 N. Đó, em so sánh như vậy các anh xem rõ chưa ạ? Nếu thiếu chi tiết nào comment bình luận phía bên dưới video cho em biết nha các anh, góp ý cho em biết thêm với ạ. Rồi ok, và đây thì tiếp theo hãng LED thì đến cái máy phoan. Cái máy phoan của hãng LED, đây là mẫu máy là có 4 chức năng. Máy này thì không có cây búa, ở đây thì không có in hình cái búa ở đây. Ở đây thì có hai chức năng ở đây, chế độ bắn vít thì chỉnh các số như thế này. Đó, dặn số ở đây, chỉnh ở đây, dặn rất là mượt luôn đó các anh. Đó, tách tách đã không? Qua bên đây thì chế độ số 2 là chế độ phan gỗ, phan sắt. Ở đây thì có chế độ tốc độ là số 1, nó chạy 550 vòng. Và số 2 nó chạy là 2000 vòng. Và có đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm. Đó. LED động cơ motor không trở than. Hãng LED thiết kế mẫu máy nhìn ngầu không các anh. Và có nhiều lỗ thông gió, máy sẽ chạy mát lắm. Động cơ motor không trở than. Ở bên đây thì có cái tem như thế này, mã số là FX1171T, số 1 là 550 vòng, số 2 nó chạy 2000 vòng. Và có chức năng thứ 3 ở đây, đây là được gọi là chức năng thứ 3, là chức năng turbo. Khi mà mình bấm nó nổi đèn xanh lên là nó sẽ máy sẽ chạy mạnh hơn, giúp mình phan nhanh và lực mạnh, phan mau. Ở đây thì chế độ không có cháy đèn nè, chế độ không có cháy đèn xanh. Và có cháy đèn xanh lên. Thì mẫu máy phan này các anh là dòng đời cao nhất. Thì có lực mô men xoắn tối đa là 158 N đó các anh. Đó, và đó là chế độ thứ 3, và đây là chế độ thứ 4, là chế độ chống giật, bảo vệ cổ tay khi mà các anh phan mũi lớn mũi nặng, nó không có bị giật đau làm đau cái cổ tay của mình. Đó, rồi bóp cò nó ngắt mô tơ. Đó. Đó, hay không? Đó, chỉ cần lắc cái máy thôi, lắc cục pin thôi là nó sẽ ngắt mô tơ, bảo vệ cổ tay của mình chắc chắn. Và cầm vô tay cầm rất là chắc tay, bám tay lắm luôn á các anh. Cò bóp cũng khá là chuẩn luôn. Ở với bên dưới này thì có cái tem niêm phong, có số seri ở đây và có chứng nhận COLOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ. Đó, mẫu máy như vậy có 4 chức năng nha các anh. Máy không có búa. Ở đây thì có bấm đèn báo pin, cục pin 24V 5.0A. Ở đây như thế này. Thì phía bên dưới đây thì tem chữ tiếng Anh không à. Có số seri ở đây, có chứng nhận COLOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ. 24V 5.0A. Cái cục pin 5.0 này có nguồn xả đó là 120W/giờ. Nguồn xả càng cao là sẽ máy sẽ chạy càng mạnh đó các anh. Đó, như vậy thôi. Ơi, mẫu máy phoan đời cao này là giá cũng tầm ngang với Milwaukee thôi các anh. Ở đây thì máy Milwaukee em sẽ review chi tiết các anh xem. Tiếng máy chạy nghe im lắm các anh.
mẫu của Milwaukee, thiết kế máy nhỏ gọn, rồi có số 1 và số 2. Đó. Số 1 và số 2 của Milwaukee dặn điều chỉnh gặt qua gặt lại nó hơi cứng hơn của hãng LED. Đó, vậy thôi. Ở đây thì có 3 chức năng. Chế độ bắn dít là các số điều chỉnh ở đây như thế này. Chế độ thứ hai là chế độ phan gỗ, phan sắt. Và thứ ba là có búa để phan tường, phan bê tông. Và ở đây thì có đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm. Máy này thì có búa, động cơ motor không trở thang nha các anh. Đây là mẫu máy là khá nổi tiếng luôn, rất nhiều các anh mình sử dụng rồi. Có mã số ở đây là Casno 2804-20. Máy có vòng số 1 là chạy là 550 vòng. Và số 2 nó chạy là 2000 vòng. Và hàng xuất đi Mỹ, có chứng nhận COLOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ. Cò bóp ở đây thì nó không có chắc chắn như của hãng LED, nó hơi hở các anh. Nó còn như vậy. Em review chi tiết máy cho các anh xem. Tay cầm cầm cũng được. Của hãng LED cầm nó ôm tay hơn, chắc tay hơn. Có đèn chiếu sáng ở đây. Ở đây thì có móc treo, máy của hãng LED cũng có móc treo luôn, đồng nhau hết. Ở đây thì mức báo pin của Milwaukee. Mức báo pin ở đây thì nó sẽ cháy 4 đèn màu đỏ. Lên đây như thế này, khi mà ra ngoài nắng là các anh sẽ nhìn nó khó thấy lắm luôn á. Nó sẽ bị chá nắng sáng và nhìn kỹ lắm mới thấy, che cái tay gì nào mới thấy rõ. Đó, như vậy thôi các anh. Ở đây thì gài pin như thế này, M18 Red Lithium XC5.0. Ở bên dưới cái máy thì không có cái tem gì hết. Ở đây thì cái tem của cục pin như thế này, tem chữ tiếng Anh không à. Ở đây thì cục pin 5.0 có nguồn xả là 90W/giờ, của hãng LED là 120W/giờ. Đó, như vậy. Cục pin của hãng Milwaukee 5.0 là cân nặng là 700g, của hãng LED cân nặng là 1kg. 5.0 của hãng LED là cân nặng 1kg. Máy phan của hãng Milwaukee là có công suất lực mô men xoắn tối đa là 135N. Ở đây thì mẫu máy, hai mẫu máy so sánh như thế này. Các anh xem cũng dài ngang nhau hết các anh. Tiếng máy nào chạy đã hơn các anh? Các anh xem và thích mẫu máy nào, để lại comment bình luận phía bên dưới video này cho em biết với nha các anh, cho mọi người biết với. Và các anh xem mà thấy máy đẹp thì cho một like với nha các anh. Dạ em Thắng Phạm xin cảm ơn ạ. Hai mẫu máy này các anh thích mẫu máy nào ha? LED thì như là to hơn Milwaukee nha các anh. To sát hơn, hơn như to xương hơn. Cục pin 5 của hãng LED nhìn thấy ngầu không? Cục pin 5 của hãng Milwaukee hơi nhỏ hơn chút xíu. Đó, thì LED to hơn. Tay cầm của con LED. Tay cầm của Milwaukee. Hãng Milwaukee thì cái mã số là 2804-20, mẫu máy phan này thì không có chức năng là chống giặt bảo vệ cái tay nha các anh. Giặt hoài thì máy chạy hoài. Như vậy thôi các anh. Ở đây thì mẫu máy đỉnh nhất của hãng LED 24V, máy có búa, có cái hình cây búa ở đây. Máy này thì có 5 chức năng. Đây như thế này, mẫu máy giống như cái mẫu máy hãng LED vừa rồi. Ở đây thì nó có mã số ở đây, tem chữ tiếng Anh không à. Mã số là FX1271T, máy có búa. Thông số kỹ thuật là ở đây như thế này. Máy chạy số 1 là 550 vòng, số 2 là 2000 vòng. Và có chức năng thứ tư đó là chức năng turbo. Số 1 nó sẽ chạy lên 700 vòng và số 2 nó sẽ chạy lên là 2500 vòng. Vậy thôi các anh. Điều chỉnh gạt số ở đây rất là nhẹ nhàng, nhẹ hơn Milwaukee. Ở đây thì có 3 chức năng. Ở đây là 3 chức năng. Chế độ bắn dít ở đây mình điều chỉnh số ở đây như thế này. Dặn gấp là im ha. Các anh nghe im không các anh? Ở đây thì phan gỗ, phan sắt, chế độ thứ hai. Và chức năng thứ ba đó là có búa để phan tường, phan bê tông. Đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm. Chiếc tách luôn. Thì máy động cơ motor không trở thang nha các anh. Cò bóp tay cầm, cầm vô rất là bám tay, chắc tay luôn. Chức năng thứ tư là chức năng turbo, bấm nổi đèn xanh lên là máy sẽ chạy mạnh hơn khi không có đèn. Số 2. Khi có đèn xanh turbo lên. Máy sẽ chạy mạnh hơn và lực hơn anh, để phan những mũi phan gỗ, phan sắt đồ đó nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ sâu mau mau rồi. Và đèn chiếu sáng ở đây và máy gắn vào pin nó không có bị gơ lắc nhiều. Hãng Milwaukee thì nó có độ gơ nhiều quá các anh. Móc khóa phía trước ở đây như thế này. Và
có đèn báo pin bấm sẽ nổi đèn xanh lên và hai bên luôn. Đó, ra ngoài trời ngoài nắng nhìn thấy mức báo pin rất là rõ, 24V 5.0A. À, có nguồn xả đây là 120W/h, 5.0 của Milwaukee thì chỉ có 90W/h thôi. Thì pin có chứng nhận COLOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ luôn. Ở đây thì máy của hãng LED phía bên dưới cái tem cũng có luôn. Chứng nhận COLOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ luôn nha. À, có số series ở đây đâu. À, máy rất là chuẩn, rất là ngầu. À, các anh nhìn xem thấy máy ngầu không các? À, các anh xem và thấy máy thì cho em một like với nha. À. Rồi tiếp theo đây thì em sẽ so sánh hai cục pin của hãng Milwaukee và hãng LED. Đó, đây đều là cục pin M18 Red Lithium 2 output XC8.0. Dòng chữ 2 output này là pin dòng nguồn xả cao và đây là LED 24V 8.0A. Hai cục pin này. À, cục pin của hãng Milwaukee 8.0 này có cân nặng là 1,1 kg và của hãng LED có cân nặng là 1,4 kg. Đó, hai mẫu như thế này. À, ở đây thì Milwaukee thông số tem là chữ tiếng Anh không à, là hàng xuất Mỹ các anh, 8.0A. Ở đây có nguồn xả là 144W/h, dòng pin 18V. Và pin của hãng Milwaukee thì không có chứng nhận COLOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ nha các anh. À, không có. Còn của hãng LED thì có nha. Có chứng nhận COLOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ và có số series của pin ở đây luôn. Đó, có số điện thoại của tổng đài luôn. Ở đây thì 24V 8.0A. Có nguồn xả là 192W/h. Ở nguồn xả là quá cao luôn. Còn Milwaukee thì chỉ có 144 thôi. À, các anh xem hai cục pin. À, nếu mà gắn vào máy xài đó là cục pin của 8.0 của hãng LED đó, là sẽ cho máy sẽ chạy mạnh hơn các anh. À, của hãng Milwaukee ở đây. Ở đây thì mức bấm báo pin. À, bấm báo pin màu đỏ 4 đèn ở đây. Ở đây thì bấm báo pin luôn. Đó, báo đèn màu xanh ở hai bên. Ra ngoài trời ngoài nắng sẽ xem thấy rất là rõ. À, hãng LED đó các anh là có phép lỗ ở đây như thế này, khi mà sạc á, bên cái sạc nó có cái quạt tản nhiệt, quạt lên cục pin sẽ mát. À, sạc cục pin cầm vô cảm giác nó không có bị nóng luôn á. Còn của hãng Milwaukee thì có nóng nha các anh, hãng Milwaukee sạc pin có nóng. Và hai cục pin này á, cục pin của hãng Milwaukee 8.0 này có giá là 2,4 triệu một cục, và của hãng LED 8.0 này thì có giá là 2,6 triệu. À, các anh xem thấy giá như vậy có hợp lý không ạ? À? À, rồi ok. Rồi tiếp đến thì em sẽ so sánh cái sạc của hãng Milwaukee và hãng LED ở đây. À, đây. Đây là cái sạc tất cả hai hãng đều có sạc chậm và sạc nhanh hết á. Đây là để sạc đầu tiên, sạc chậm của hãng Milwaukee, mẫu như thế này. À, và sạc của hãng Milwaukee đây là sạc chậm. Sạc cục pin 18V 5.0 thì khoảng 1 tiếng 50 phút là đầy. Đó, sạc này sạc pin là chạm vào nó nóng các anh, nó có cảm giác nóng của hãng Milwaukee, chưa được im bằng của hãng LED. Đó, mẫu sạc như thế này. Ở đây thì của hãng LED thì ở đây thì có quạt tản nhiệt, có cái lỗ thông gió ở đây, quạt lên nó sẽ mát cục pin. Hãng LED fast share 160W, đó là công suất của cái sạc là 160W. Ở bên đây thì có cái tem chữ tiếng Anh không à, có mã số là FX0411 160W. Ở đây thì có số series của cái sạc và cái sạc có chứng nhận COLOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ. À, sạc pin không có nóng. À, sạc cục pin 5.0 khoảng 1 tiếng đồng hồ là đầy, còn của Milwaukee là 1 tiếng 50 phút mới đầy. À, sạc của Milwaukee thì tem chữ tiếng Anh không à, cũng có chứng nhận COLOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ luôn, có số series của cái sạc ở đây. Sạc được hai dòng pin 12V và 18V. Hãng Milwaukee có hai dòng 12V và 18V. Cái dòng 18V thì công suất là 3A, là sạc cục pin 5.0 là khoảng 1 tiếng 50 phút đó các anh. Ở như thế này. À, rồi ok. Rồi, như vậy em cũng vừa so sánh hai mẫu máy của hãng Milwaukee và hãng LED. Các anh xem và tham khảo. Coi thích mẫu máy nào thì mình mua mẫu máy đó sử dụng đó các anh. Và hai mẫu máy này đều là mẫu máy khoan và mẫu máy ống vít đỉnh nhất của hai hãng luôn. Em có bán hai dòng máy, các anh xem và tham khảo, có muốn tham khảo máy nào để lại comment bình luận phía bên dưới video này, em sẽ review các mẫu máy các anh xem. Hoặc là các anh muốn mua máy thì liên hệ đến em là Thắng Phạm các anh ơi, có số điện thoại là 056 641 6368 ở đây nha. Và các anh kết bạn Zalo với em để em gửi hình mẫu máy vào cho các anh xem và báo giá cho các anh mình tham khảo luôn ạ. Máy nào cũng im hết trơn các anh ơi, máy nào cũng đã hết á.
Dạ rồi, các anh xem thấy em review máy đẹp thì cho em một like của video này với nhé các anh. Và em Thắng Phạm xin cảm ơn các anh đã đón xem và theo dõi video ạ. Wow, máy nào cũng đã hết trơn á các anh. Chống giặt bảo vệ cổ tay. Quá hay.